trắng ra tay và ra chân nhanh chóng, bạn hãy áp dụng ngay những cách tuyệt vời này nhé. Bạn hãy thử tưởng tượng xem bạn là người có một khuôn mặt trắng hồng, đẹp lung linh trong một chiếc váy ngắn xinh xắn. Tuy nhiên khi mọi người nhìn xuống đôi tay và đôi chân của bạn thì ôi thôi, hai màu da khác nhau hoàn toàn trên cùng một cơ thể. Đấy chính là hậu quả của việc chúng ta đi ra nắng mà chỉ lo bảo vệ cho khuôn mặt. Hay khi chúng ta làm trắng, chúng ta chỉ cần làm trắng cho phần mặt tiền mà bỏ quên đi phần tay và phần chân của mình. Nếu như bạn đang rơi vào tình huống oái oăm này thì bạn hãy thử ngay những cách làm trắng da tay và da chân này nhé. Hiệu quả mà các phương pháp này mang lại chắc chắn sẽ làm bạn phải ngạc nhiên đấy. Hãy cùng kênh Phái Đẹp khám phá ngay xem đó là những phương pháp làm trắng da tay và da chân nào bạn nhé. Cách thứ nhất là sử dụng bột baking soda. Baking soda là một trong những cách làm trắng da tay và da chân nhanh chóng, hiệu quả và rất lý tưởng, đặc biệt là những người có bàn chân và bàn tay bị rám nắng, đen sạm do đi nắng quá nhiều. Cách để bạn thực hiện như sau. Bạn cần chuẩn bị một hộp baking soda và một chậu nước khoảng 2 lít. Bạn cho khoảng 6 đến 7 thìa bột baking soda vào chậu nước này, dùng tay khuấy đều và để trong khoảng 5 đến 10 phút. Mục đích của chúng ta là để cho bột baking soda tan hết vào nước. Khi bột baking soda đã tan hết vào nước thì bạn hãy rửa sạch bàn tay, bàn chân, cánh tay, cánh chân. Sau đó bạn thoa nước baking soda này lên hai cánh tay và hai cánh chân, kết hợp với massage nhẹ nhàng trong 1 đến 2 phút để cho các dưỡng chất làm trắng da có thể phát huy tối đa hiệu quả. Bạn nên dùng đá bọt hoặc muối tắm để massage tay và chân nhẹ nhàng nhằm loại bỏ hiệu quả nhất những mảng da sần sùi và đen sạm. Sau 5 phút, bạn lại thoa nước baking soda lên tay và chân thêm một lần nữa. Liệu trình này cứ lặp đi lặp lại như vậy trong khoảng 20 phút, tức là bạn sẽ phải thoa nước baking soda lên đôi tay và đôi chân của mình khoảng 4 đến 5 lần. Sau đó bạn rửa sạch tay và chân bằng nước mát là được. Nếu như bạn kiên trì thực hiện 2-3 lần mỗi tuần phương pháp này, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu đôi tay và đôi chân trắng nõn nà đấy nhé. Phương pháp thứ hai là làm trắng da tay và da chân bằng mật ong và chanh tươi. Nếu như nhà bạn không có baking soda thì bạn có thể sử dụng mật ong và chanh tươi cũng được. Hai nguyên liệu này luôn xếp hàng đầu trong số các nguyên liệu tự nhiên có tác dụng tẩy trắng tốt nhất đấy nhé. Cách làm trắng da tay và da chân bằng mật ong và chanh tươi cụ thể như sau. Bạn lấy một quả chanh tươi, cắt làm đôi, vắt lấy nước và cho vào bát, sau đó loại bỏ hạt. Tiếp tục bạn cho khoảng 3-4 thìa mật ong vào bát, rồi trộn thật đều tay để tạo thành một hỗn hợp đồng nhất. Bạn rửa sạch tay và chân của mình. Tiếp theo bạn hãy thoa đều hỗn hợp chúng ta vừa làm lên cánh tay và cánh chân, massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thấm sâu vào bên trong da. Sau đó bạn thư giãn 15 phút, rồi rửa sạch tay và chân bằng nước mát là xong. Cách thứ ba mà kênh Phái Đẹp muốn giới thiệu tới các bạn đó là chúng ta làm trắng da tay và da chân bằng sữa tươi và khoai tây. Bạn biết không, từ xa xưa rất nhiều mỹ nhân đã biết sử dụng sữa tươi để tắm trắng toàn thân. Và đây là lý do tại sao chúng ta nên sử dụng sữa tươi để tắm trắng cho da tay và da chân của mình đấy. Một số chị em không biết tận dụng loại nguyên liệu này nên cứ mải mê mua hàng đống mỹ phẩm đắt tiền mà hiệu quả thì chưa chắc là đã tốt. Thế nên từ hôm nay bạn cứ thoải mái dùng sữa tươi để làm trắng cơ thể nhé. Với cách làm trắng da tay và da chân này, chỉ sau một vài lần áp dụng, bạn sẽ nhanh chóng cảm nhận được sự mịn màng và trắng hồng của làn da. Nguyên liệu bạn cần chuẩn bị là 1-2 củ khoai tây và một túi sữa tươi không đường. Cách để bạn thực hiện như sau. Khoai tây mua về bạn rửa sạch, đem gọt sạch vỏ hoặc để nguyên cả vỏ cũng được. Sau đó bạn luộc chín, vớt ra rồi nghiền thật nhuyễn khoai tây. Sau đó bạn cho sữa tươi không đường vào. Bạn hãy đổ một lượng sữa tươi vừa đủ để hỗn hợp của chúng ta có dạng sền sệt là được nhé. Nếu như muốn hai nguyên liệu này hòa quyện với nhau một cách tốt nhất thì bạn nên cho sữa tươi và khoai tây vào máy xay sinh tố
và xay thật mịn. Sau khi chúng ta đã làm xong hỗn hợp này rồi, thì bạn hãy rửa sạch tay và chân, rồi thoa hỗn hợp đã chuẩn bị lên vùng da tay và da chân của mình. Bạn nên massage nhẹ nhàng và để yên trong khoảng 15 phút, sau đó bạn rửa lại bằng nước mát là chúng ta đã làm xong. Trên đây, kênh Phái Đẹp vừa chia sẻ với các bạn 3 cách làm trắng da tay và da chân ngay tại nhà rất hiệu quả mà hàng triệu chị em đã áp dụng và thành công mỹ mãn. Tuy nhiên, để việc làm trắng da tay và da chân đạt hiệu quả cao nhất thì bạn cần lưu ý một số điểm sau. Thứ nhất là bạn nên bôi kem dưỡng ẩm cho cả tay và chân sau khi chúng ta thực hiện xong nhằm phục hồi độ ẩm cho da và giúp cho quá trình dưỡng trắng da đạt kết quả cao nhất. Thứ hai là chúng ta tuyệt đối không đi ra nắng trong vòng 1 đến 2 giờ đồng hồ sau khi chúng ta vừa mới làm trắng da tay da chân xong. Và thứ ba là tốt nhất các bạn nên bôi kem chống nắng để bảo vệ đôi tay và đôi chân của mình. Hãy chăm sóc chúng cẩn thận như chúng ta chăm sóc khuôn mặt của mình vậy bạn nhé. Chúc các bạn luôn xinh đẹp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh để được cập nhật các video mới nhất bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.